Nhằm bảo tồn, phát huy nét văn hóa đặc sắc trên địa bàn, huyện Yagarai đã tổ chức lễ hội đua thuyền độc mộc trên sông Poco lần thứ 3 và liên hoan văn hóa cồng chiêng năm 2022 tại bến đò Làng Tăng, xã Gia O, huyện Yagarai, tỉnh Gia Lai. Qua đó góp phần giúp địa phương quảng bá hình ảnh, kích cầu du lịch. Ngày hội văn hóa đặc sắc đã thu hút hàng ngàn du khách thập phương đến thưởng thức và trải nghiệm. Hình ảnh những chiếc thuyền độc mộc không chỉ gắn với người anh hùng A San mà còn là phương tiện gắn liền với đời sống của người dân ở nhiều ngôi làng thuộc vùng biên giới Yagarai. Thuyền độc mộc cũng là sản phẩm kỳ công sáng tạo của những người thợ tài hoa nơi đây. Vì vậy, việc tổ chức ngày hội trên sông Poco có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào công tác bảo tồn, giữ gìn giá trị của thuyền độc mộc, nét văn hóa đặc sắc của người Yagarai và tôn vinh người anh hùng A San. Tại hội thi, 30 đội đăng ký đua thuyền đã tham gia phần thi được mong đợi nhất. Mỗi lượt thi gồm 6 đội, mỗi đội 2 vận động viên nam, phải vượt qua chặng đua có cự ly 1.400m. Cùng với sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả, các vận động viên nhanh chóng đưa con thuyền lướt trên sóng nước. Theo các vận động viên, để điều khiển chiếc thuyền nhỏ đi đúng hướng, ngoài giữ thăng bằng tốt còn phải phối hợp thật nhịp nhàng với đồng đội để đạt tốc độ tốt nhất. Năm nay, số lượng thuyền tăng gấp 2 lần so với các năm trước, đồng thời đã thu hút đội đưa thuyền trong và ngoài huyện, cùng huyện lân cận Gia Hờ Đờ Rai, tỉnh Kon Tum cùng tham gia. Lần đầu tiên mình được tham gia thì thuyền mộc, thì được đồng viên bà con cho mình tham gia thì mình rất là vui. Nhưng mà thuyền mộc mình bơi thì nó hơi nặng hơn mấy xuồng người mình chốc, nhưng mà được đua thì mình kèm lái và đua, được cổ vũ của bà con mình rất là vui. Không khí của ngày hội càng nóng lên, sôi động và náo nhiệt khi lượng du khách đổ về ngày càng đông. Việc Ủy ban nhân dân huyện Yagarai nỗ lực duy trì tổ chức ngày hội đua thuyền độc mộc kết hợp với các hoạt động văn hóa, quảng bá sản phẩm địa phương đã khiến nhiều người dân cảm thấy vui mừng và phấn khởi. Đến đây với lại cái lễ hội, cái khung cảnh rất là vui, mọi thứ rất là chỉnh chu. Lần đầu tiên là em thấy được cái đua thuyền độc mộc ở đây. Nó rất là hào hứng khi mà nghe trống chiên đồ, cảm thấy rất là hào hùng, rất là vui. Trong khuôn viên tổ chức hội đua thuyền độc mộc, một cây nêu cao vút dựng giữa khoảng sân rộng phục vụ liên hoan văn hóa cồng chiêng. Các nghệ nhân của 13 đội cồng chiêng trang phục chỉnh tề cùng với nhạc cụ, đào cụ biểu diễn chào mừng du khách. Từng màn trình diễn cồng chiêng rộn ràng trầm hùng giữa núi non hùng vĩ đã mang lại cho du khách trải nghiệm thú vị. Những tiếng cồng chiêng trong ngày hội còn gắn kết cộng đồng của các dân tộc anh em trong và ngoài huyện, thể hiện tình đoàn kết, giao lưu học hỏi và chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong tiến trình gìn giữ, tôn vinh những giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Làng chúng tôi rất vui mừng khi có lễ hội, từ già, trẻ, gái, trai đều chuẩn bị tốt để đón du khách về đây. Chúng tôi cùng nhau biểu diễn bài chiêng mừng chiến thắng thật hay, để du khách thấy hết vẻ đẹp độc đáo, hấp dẫn của văn hóa cồng chiêng Yagarai. Cùng với đó, các nghệ nhân tạc tượng cũng làm rất tốt bài biểu diễn của mình. Mong rằng nhiều du khách sẽ biết tới làng mình thông qua lễ hội. Trong khuôn khổ lễ hội còn có phần thi tạc tượng gỗ dân gian và nhảy dân vũ, cùng với đó là phiên chợ hàng nông sản ô cốp của huyện Yagarai và nhiều huyện trong tỉnh Gia Lai cũng được trưng bày giới thiệu tại khuôn viên diễn ra lễ hội, với nhiều sản phẩm như cà phê thổ cẩm đủ sắc màu với những hoa văn độc đáo. Ngày hôm nay thì em cảm thấy rất là tự hào về bên dân tộc em là có dệt thổ cẩm này, rồi tạc tượng, có rượu ghè. Rồi ngoài ra thì còn có rất là nhiều đặc sản khác giới thiệu tới các du khách đến tham quan ngày hôm nay. Thông qua lễ hội, huyện Yagarai ước đón khoảng 13.000 lượt khách du lịch, tăng 3.000 lượt so với năm đầu tiên tổ chức. Tổ chức cái lễ hội đua thuyền độc mộc trên sông Poco, đây là một trong những cái sản phẩm du lịch đặc trưng trên địa bàn của Tây Nguyên nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng và huyện Yagarai nói riêng. Do đó thì sau khi lễ hội này thì chúng tôi sẽ xây dựng cái đề án để bảo tồn phát huy cái giá trị của thuyền độc mộc, ca ngợi anh hùng A San của huyện chúng tôi trong cái công cuộc giải phóng dân tộc, giải phóng dân tộc để thống nhất đất nước. Người anh hùng A San cùng với đồng đội đã sử dụng cái thuyền độc mộc này để vận chuyển hàng hóa
vũ khí, đạn dược cũng như là bộ đội qua sông để đánh giặc trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bế mạc hội đua thuyền độc mộc trên sông Boko lần thứ 3 và liên hoan văn hóa cồng chiêng năm 2022, ban tổ chức đã trao nhiều giải thưởng với tổng trị giá gần 100 triệu đồng cho các đoàn, vận động viên, nghệ nhân tham gia. Lễ hội đã khép lại bằng những dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân và du khách, từ đó khơi dậy niềm tự hào và động lực cho nhân dân trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững.